Xin chào các bạn, thời gian cuối năm là thời điểm khá nóng của làng game Việt khi các nhà phát hành sẽ giới thiệu các sản phẩm game online mới đến cộng đồng game thủ. Đặc biệt, hàng loạt tựa game mobile online hấp dẫn và chất lượng sẽ được ra mắt trong tháng 12 này. Hãy cùng gamehub.vn điểm những cái tên GMO sẽ ra mắt trong thời gian này cực kỳ hấp dẫn và nóng bỏng nhé! Mỹ Nhân Kế Mobi là tựa GMO thuộc thể loại game chiến thuật được nhà phát hành Gamota phát hành tại thị trường Việt Nam. Điểm đặc biệt của Mỹ Nhân Kế Mobi đó là trò chơi sử dụng hình ảnh thật các mỹ nữ xinh đẹp và quyến rũ làm nhân vật trong game. Tựa game này không đặt tập trung vào các màn chiến đấu nảy lửa mà chủ yếu là các hệ thống khác xây dựng cho hình ảnh của các mỹ nhân. Cùng với lối chơi đơn giản, dạng chiến đấu thẻ bài, đồ họa đẹp mắt và hoạt động tính năng cường hóa, PK phụ bản, hệ thống trang bị, phục trang độc có thể nói vô cùng đặc sắc quyến rũ, chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ game thủ nào, đặc biệt là những nam game thủ ưa cái đẹp và sự tuyệt mỹ. Tiên Quốc Chiến là tựa GMO 3D thuộc thể loại MMORPG được xây dựng với bối cảnh tiên hiệp. Trong Tiên Quốc Chiến có 4 lớp nhân vật để game thủ lựa chọn với lần lượt các loại vũ khí là trượng pháp, vũ chiến, song thủ đao, cự đao. Bề ngoài của nhân vật cũng sẽ được thay đổi khi thay đổi trang bị như bao tay, vũ khí, giày, áo, vai, mũ. Ngoài ra, trò chơi nổi bật với hệ thống pet thiết kế rất kỹ càng và đẹp mắt. Với hệ thống trang bị cho pet, người chơi có thể nâng cấp để thú cưỡi tăng cấp và tăng sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, Tiên Quốc Chiến cũng mang đến hệ thống cạnh tranh PvP đa dạng và cuốn hút, có đầy đủ chiến trường cho quốc gia, bang hội, cá nhân, thậm chí còn tranh vương và chiến liên server. Có thể đánh giá, GMO Tiên Quốc Chiến là tựa game nhập vai nổi bật trong giai đoạn cuối năm nay đối với game thủ Việt. Age of Monster là sản phẩm game made in Việt Nam có sự kết hợp khéo léo giữa lối chơi kéo kim cương cổ điển và thi đấu kịch tính giữa hai phe đối lập. Hiện Age of Monster đã hoàn tất quá trình chỉnh sửa và nâng cấp một số tính năng trong game, trong đó có một số tính năng do chính người chơi trực tiếp đề xuất và xây dựng như tính năng nâng cấp sức mạnh cho pet, tính năng hiển thị tên và lịch sử boss. Ngoài ra, ngoài việc chinh phục pet ở cả chế độ online và offline, game còn có thêm tính năng nhà với khung cảnh tuyệt đẹp. Tại đây, người chơi có thể thấy những con pet của mình đang sinh sống, di chuyển vô cùng sống động. Trong các tựa game có lối chơi thẻ bài đánh theo lượt thì Dota Truyền Kỳ là cái tên đáng chú ý sắp ra mắt trong thời gian tới, là sản phẩm GMO chiến lược của VNG với sự đầu tư rất kỹ lưỡng trong thời gian vừa qua. Dota Truyền Kỳ cho phép người chơi sở hữu và điều khiển các vị tướng nổi tiếng trong Dota, qua đó xây dựng cho mình một đội quân hùng mạnh. Trò chơi đem lại rất nhiều hình ảnh quen thuộc về cả trang bị lẫn hình ảnh tướng trong tựa game eSports đình đám Dota, bảo tồn gần như nguyên mẫu những giá trị cốt lõi của từng nhân vật bước ra từ thế giới Azeroth. Nội dung trò chơi đơn giản, dễ hiểu nhưng cũng vô cùng phong phú, thỏa mãn tính khám phá của người chơi. Holy Mobile, tên gốc Yêu Cơ Tam Quốc, là tựa GMO thuộc thể loại thẻ bài pha trộn một chút yếu tố nhập vai bởi nhà phát hành S-Game. Điểm đặc sắc trong Holy Mobile đó là người chơi sẽ có tính năng yêu cơ phù trợ, bao gồm các 8 mỹ nhân Holy Minh Châu giúp đỡ bạn trong quá trình chiến đấu. Người chơi có thể tặng hoa để tăng độ sủng ái, cấp độ sủng ái càng cao thì yêu cơ sẽ gia tăng các thuộc tính chiến đấu cho bạn. Tương tự như các GMO hiện hành, lối chơi của Holy Mobile cũng tập trung khá nhiều vào các tính năng PK, PvE, PvP với các hoạt động như đấu trường, vượt ải chém tướng, cuồng chảm boss và các chiến dịch liên quan đến lịch sử Tam Quốc khá đa dạng. Chiến binh nổi dậy, tên gốc Hero Reborn là tựa GMO thể loại nhập vai chiến thuật được VTC Online phát hành. Trò chơi được xây dựng với đồ họa 3D với những nét hoạt họa đầy màu sắc. Các nhân vật được thiết kế theo phong cách chibi vô cùng dễ thương. Giao diện trò chơi được thiết kế khá đơn giản, phù hợp với phong cách chiến đấu màn hình ngang. Bên cạnh đó, Chiến binh nổi dậy còn xây dựng cho mình một hệ thống tuyến tính nhân vật vô cùng phong phú. Người chơi sẽ cố gắng thu thập các lính đánh thuê và tối ưu hóa lực chiến của tổ đội để có thể giành chiến thắng. Song, điểm đặc sắc của Chiến binh nổi dậy cũng chính ở việc người chơi có thể thuê các lính đánh thuê nhận việc ở mỗi thành trì mình chiếm được để thu hoạch tài nguyên. Càng lên cao, thử thách càng nhiều hơn, đem lại những trải nghiệm thú vị dành cho game thủ. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!